Ngày 5 tháng 9, Bộ Quốc phòng đưa vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm 5G tại Phân viện Y học Cổ truyền Quân đội ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nặng. Bệnh viện có quy mô 300 giường, trong đó có 50 giường hồi sức tích cực và có thể mở rộng lên 500 giường, cùng 80 giường hồi sức tích cực. Bệnh viện được lắp đặt hệ thống oxy trung tâm với bồn chứa 20 mét khối và thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện cũng đã tiếp nhận từ Bệnh viện Quân y 103 gần 100 tấn thuốc, vật tư y tế để bảo đảm điều trị cho 300 bệnh nhân COVID-19 và một số thuốc đông y của Viện Y học Cổ truyền Quân đội. Tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, mỗi một bệnh viện ra đời sẽ có thêm hy vọng, niềm tin giữ lại cuộc sống cho nhiều người. Theo Phó Thủ tướng, từ những ngày đầu tiên chống dịch COVID-19, rất nhiều lực lượng quân đội, các bệnh viện quân đội đã vào cuộc chống dịch. Bệnh viện nằm trên địa bàn quận 6, không chỉ tiếp nhận bệnh nhân ở đây, mà còn bệnh nhân ở các quận huyện lân cận khác. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, phải sớm kiểm soát dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh để bù lại cho các em, các cháu một ngày đến trường thật đúng nghĩa. Phó Thủ tướng cũng đề nghị những tỉnh, thành phố, những địa bàn đang khống chế, kiểm soát được dịch bệnh, học sinh còn được đến trường thì phải cố gắng giữ thành quả. Theo Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, gần 300 y bác sĩ đã chủ động khắc phục khó khăn. Chỉ trong 7 ngày, bệnh viện đã ổn định và đưa vào hoạt động với đầy đủ các khoa phòng, hệ thống trang thiết bị. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị bệnh viện phải nâng cao chất lượng thu dung, cấp cứu, điều trị, hạn chế rủi ro không để lây nhiễm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ nhân viên bệnh viện, gần gũi đoàn kết với nhân dân và tận tình chăm sóc cứu chữa.